com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc đèn hậu dùng pin sạc model là 186. Vâng, đây là một chiếc đèn hậu rất là tốt luôn, có nhiều tính năng bạn nhé. Đây, mình mở này. Trong hộp gồm một chiếc đèn này, một chiếc đèn và có một sợi cáp sạc. Đây, cáp sạc chuẩn Mini USB bạn nhé, chuẩn Mini USB. Rồi, để bật nó lên thì bạn ấn cái nút này, đây cái nút nguồn nó đây bạn nhé, ấn giữ một chút là nó lên. Đấy, đây một tính năng này, mình sẽ cho chéo này dễ như này, bấm tiếp. Đấy, đây là đèn đỏ bạn nhé, chớp nhanh chớp chậm, rất nhiều chế độ bạn nhé, bấm là sẽ đổi chế độ. Và tắt thì bạn ấn giữ cái nút nguồn này, nó sẽ tắt đi. Và nắp đặt thì rất là đơn giản. Đây, bạn tháo này ra và chỉ quàng vào cái vị trí mình muốn lắp, như là cọc yên hay là khung. Và khi hết pin thì mình sẽ dùng dây sạc này, mở cái lắp đằng sau này ra bạn nhé, mở lắp đằng sau này ra, mình cắm nó vào. Đó, còn cái đầu này mình sẽ cắm vào cái chuỗi USB sạc như là của đầu cục sạc của điện thoại Samsung hay là iPhone, hoặc là cắm vào máy tính đều sạc được bạn nhé. Đó, đây là chiếc đèn hậu 186. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ là các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.